xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à, mới thu hoạch đây thôi mà chuẩn bị lại làm bông nữa rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái clip này á, là cái cách làm bông của mình mình sẽ chia sẻ một cách tổng quát để cho cô chú anh chị và các bạn nắm và mình chuẩn bị trước những cái bước mình cần làm là làm cái gì và, và và khi mà tới cái lúc mà làm bông á rồi mình lên những cái thuốc gì rồi mình uh, siết nước ra làm sao á thì cái lúc đó những cái tiểu tiết chi tiết tiểu tiết á, thì mình sẽ chia sẻ cập nhật vào cái thời gian mà mình làm bông còn bây giờ ấy, mình sẽ chia sẻ tổng quét để cho cô chú anh chị và các bạn nắm để mình có được cái sự chuẩn bị thì uh, nhân nhân dịp đây thì mình cũng uh, cũng mình có một đăng một cái thông báo là mình có cái số zalo á các bạn thì uh, hôm nay mình cũng thông báo lại ở trên cái clip này là mình có mở ra một cái số zalo nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào á mà mình thấy gặp khó khăn trong cái việc mà mua thuốc mà mình tìm không có thì mình có thể liên hệ cho mình cái số zalo này để mình có thể giúp cô chú anh chị và các bạn là mua thuốc thì khi mà khi mà cô chú anh chị và các bạn mà mà muốn mua thì cô chú anh chị và các bạn có thể là đưa cái thuốc đó cho mình xem xong rồi chuyển khoản chuyển khoản cho mình đó xong rồi mình mới lấy cái tiền của cô chú anh chị và các bạn mình mới đi ra ngoài hiệu thuốc mình mua bởi vì ấy, mình không có bán phân thuốc cho nên là cô chú anh chị các bạn mình nhờ mua cái loại thuốc gì mà mình có ấy, thì mình sẽ mua dùm chứ mình không có bán phân thuốc nha tại vì ấy, thì khi mà mình chia sẻ lên như vậy nè rất là nhiều cô chú anh chị các bạn cũng đi tìm tốn tiền xăng tốn công tốn sức thì không đi tìm được thì mình xài thì mình thấy nó hiệu quả thì thôi mình cố gắng thôi mình giúp thì mình giúp cho chót đó thì mình lập ra một cái số zalo này thôi nha chứ mình không có facebook không có gì hết chỉ có một số zalo này thôi thì cần đấy thì cô chú anh chị các bạn cứ liên hệ với mình đúng cái số zalo này thì gặp trực tiếp mình đó thì ví dụ như mà nếu mà có cái thắc mắc gì ấy, thì cô chú anh chị và các bạn nếu mà nhắn qua zalo ấy mình sẽ cố gắng hết sức mình dành thời gian để mình trả lời để mình giúp cho cô chú anh chị và các bạn để mà giúp cho cô chú anh chị và các bạn một phần nào đó mình có được cái sản lượng tốt hơn bởi vì sầu riêng thì mình cũng không biết được là nó sẽ được giá tới bao giờ thì thôi mình cứ giúp được tới đầu thì hay tới đó thì ai ai mà được sản lượng cao thì mình vui thôi cho nên là mình cố gắng hết sức nha nếu mà trong cái giai đoạn mà cô chú anh chị các bạn mà cứ nhắn Zalo nhiều á nhiều người lắm thì nếu mà mình không trả lời ngay được thì cũng thông cảm bởi vì mình cũng phải có công việc của mình á rồi là mua thuốc thì cô chú anh chị các bạn mình mua cho nó ví dụ như mình có cái số lượng một chút thì mình đi đặt đó nó nó tiện hơn chứ còn nếu mà ít quá thì có thể chắc mình không giúp được nhớ thì cô chú anh chị các bạn nói chung là cứ cần cái gì á thì có thể nhắn qua số zalo này của mình mình thông báo như vậy để cho cô chú anh chị các bạn mình biết rồi để mà nói về làm bông ấy thì hôm trước mình đã quay một cái clip là chia sẻ về cái cách là mình làm cây ba thì thì mình quay trở lại khi mà cái cơi ba hoặc là cơi hai mọi người làm bông á mọi người phải cần phải chú ý mỗi một khu vực nó sẽ có một cái thời tiết nó khác nhau cái thời tiết đối với việc mà làm bông ấy, nó rất là quan trọng cái điều tiên quyết nhất đó là siết nước làm bông sự khô hạn để mà làm bông cho ra đẹp nha thì cái điều quan trọng nhất đó là sự xiết nước khô hạn dù mình có xịt cái thuốc gì đi chăng nữa dù mình có kích bông nó nặng liều mà nặng gấp 2 gấp 3 liều gì đó nhưng mà đến khi mà xiết nước ấy, mưa dầm mưa về là không bao giờ nó ra được đạt hết các bạn nó có ra ấy, thì hoại chăng may thổ nó ra lọt sọt nó ra chén lắm nó không có ra được đồng loạt và đều ra rộ để cho mình làm cho nó dễ làm sầu riêng á đối với bản thân mình tới thời điểm hiện tại như thế này nè thì làm bông là một trong những kỹ thuật mình cảm thấy là khó nhất, sau đó tới xiết nước, ờ uh, sau đó tới điều tiết nước. Hai cái kỹ thuật này cần mình phải đòi hỏi mình phải quan sát cái cây ấy thì quan sát cái cây ấy thời gian ban đầu mình cũng không có biết quan sát đâu các bạn. Cứ phải qua từng năm từng năm từng năm mới mình mình quan sát, mình cố gắng mình học, mình quan sát. Cái cây và thời tiết mình phải dựa vào nó để mình làm chứ không thể nào mà mình có một cái cái công thức mà nó đúng chính xác được. Nói chung là mình phải dựa vào thời tiết ví dụ như ở khu vực miền tây á mình đậy bạt được xong rồi mình cứ mình 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 lợi dụng cái hạn bà cái cái hạn bà trần á đó thì những cái thời gian đó mình mình nói chung là mình đậy bạt được á thì mình xiết nước được mình tạo sự khô hạn được á thì nó dễ nhưng mà cũng không dễ ở cái chỗ á, nếu như mà trong giai đoạn mà ở dưới khu vực miền tây mà có đậy bạt mà xiết nước á, gặp mưa dầm mưa về thì nói chung là cũng rất là khó khăn và làm rất là cực khổ nha các bạn thì khi mà làm bông á nếu mà thời tiết mình mình bây giờ mình đặt giả sử thời tiết nó thuận lợi nha thì các cái bước đó chính là thứ nhất là xịt 10 60 10 để tạo mầm hoặc lên 86 cái thứ hai là xiết nước đó, mình tạo mầm xong mình mới xiết nước và xiết bước nước á, là khoảng từ 22 cho tới 25 ngày gì đó khoảng từ 22 cho tới 25 ngày cái thời gian này là cái thời gian mà nó khô hẹn, tới cái mức là nứt đất luôn nha các bạn nếu mà khô hạn á, như ở khu vực mình á, là khô hạn có nhiều chỗ là nứt 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 cái đất luôn á là rất là khô nha đó. mà không trong giai đoạn mà mình xếp nước là không mưa nha thì mình sẽ sử dụng một cái phương pháp đó chính là sốc nước đó. cô chú anh chị và các bạn á, nếu như mà đang nhấp nước quen rồi mọi năm ấy mình cứ cứ xiết nước khoảng 20 25 30 ngày á mà mình cảm thấy là mình nhấp nước nó quen rồi á thì cô chú anh chị và các bạn cứ làm như thế cũng được. Nhấp nước nó cũng vẫn ra bồng nhưng mà cái tỷ lệ bông nó sẽ ra không đều và đồng loạt Bằng cái cách mình sốc nước Nhấp nước ở đây ấy, Đó chính là mình tới khoảng chừng 5-10 phút Mình nhấp nước Bởi vì khi mà mình siết nước khoảng 22-25 ngày á Và khoảng hơn 25 ngày á Thì lúc này cái cây sầu riêng của mình Nó có một cái hiện tượng đó là bị xào lá các bạn Nó bị xuống lá Bởi vì nó thiếu nước mà đó, Cho nên là nó bị xào lá Nó, nó bị khô quá nếu như ai mà càng siết nha Các bạn phải nên nhớ làm bông Càng siết nước càng lâu thì nó càng khó ra bông nó phải cứ đạt khoảng chừng 25 ngày mình lấy cái mốc mà tầm 25 ngày kinh nghiệm của mình nha cứ tầm 25 ngày thì các bạn nhấp nước cho nó là được rồi đang nói về thời tiết là không có mưa nha các bạn thời tiết thuận lợi nha nhấp nước là ra bông đó còn mình á là mình sẽ sốc nước tầm 25 ngày khi mà đất mà nó khô cằn luôn rồi cây nó bắt đầu nó xào lá các bạn mình sẽ tưới một lần thật đẫm thay vì á, là mình tưới nhấp nước như cái cách thông thường thì cái cách đặc biệt của mình hơn ấy, cũng ít người làm đó chính là sốc nước các bạn sốc nước ở đây ấy, đối với ví dụ như cây năm thứ năm đúng không cây năm thứ năm mình sẽ sốc cho nó khoảng chừng 550 lít nước là mình tới 3 tiếng đồng hồ đó các bạn phải tưởng tượng là cái mức nước của nó rất là nhiều nha chứ nó không có ít đâu cây năm thứ sáu thứ bảy thứ 8 là mình tưới cho nó khoảng 800 lít nước đó. còn cây năm thứ 9 thứ 10 trở lên là mình tưới cho nó 1.000 lít nước đây là một cái kinh nghiệm mà mà khá là hay nha các bạn. Nếu như mà các bạn mà chưa quen á thì có thể áp dụng thử một vài cây ở trong vườn mình xem coi là làm như mình á nó có đạt hiệu quả không. Và mình rất là tự tin nha, bởi vì mình đã làm nhiều năm rồi thì mình sốc nước như thế này á nó rất là ok nha. Sốc nước á để cho cái cây lúc này nó đang ở trong trạng thái ngủ, mình đánh thức cho nó tỉnh lại nói là Ê mày ra bông đi, mày đừng có ngủ nữa. Đấy, khi mà nó, nó có tình trạng ngủ đông ấy, tại vì trong đó là khi mà mình xếp nước vào khoảng tháng 11 tháng 12 thì được gọi là cái 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 lúc đó là mùa đông mà mình cứ gọi là hiện tượng ngủ đông đi. Đó. Mình sốc nước vô để đánh thức nó dậy để cho nó ra bông nha các bạn. Với cái lượng nước tưới như vậy ấy, thì cô chú anh chị và các bạn cứ sợ là không biết là nó có nó có bị làm sao không, cây nó có bị làm sao không. Đấy cô chú anh chị các bạn có xem mình từ cái hồi mà mình kéo đọt cho tới khi thu hoạch cây mình có sao không các bạn cây của mình nó vẫn rất khỏe nha và bởi vì mình làm theo cái phương pháp đó chính là kéo đọt cùng với bông cho nên là cái việc sốc nước này ấy, nó là một cái tiền đề cho cái việc mình kéo đọt khá là dễ hơn nha các bạn nếu mà mình cứ nhấp 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 ấy, bông nó, nó ra ấy, nó cứ ra cành này cành kia nó ra cũng 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 không có đều lắm đâu cho nên là kiểu cứ nhấp trong nó lại ra tí nhấp sóng ra tí không ra đều nó, nó cũng khó khăn lắm nhưng mà mình sóc một phát một đó là cái tỷ lệ mà nó ra đồng loạt nó, nó, sẽ nó sẽ dễ hơn nha các bạn không cần phân thuốc gì nó cao siêu hết chỉ là một cái kỹ thuật sốc nước thôi mày làm cho bông nó ra đồng loạt đó dù dù cho là mình có xịt cái thuốc gì chăng nữa nhưng mà nếu mà nói về cái việc mà tưới nước rồi thời tiết mà nó không thuận lợi là cũng sẽ rất là khó khăn nha các bạn đó, thì sau khi mà mình sốc nước xong á là mình bắt đầu thì thì cái giai đoạn mặc 25 ngày ấy, lúc này mắt cua ấy, nó sẽ có thể là nó sẽ hơi hơi sáng thôi nha các bạn nó hơi hơi sáng thôi mình sốc cho nó một phát một là nó sáng ra thì khi mà nó sáng cái mắt cua ra ấy, hoặc là cái hiện tượng sáng nó cũng ít ấy, thì mình sẽ sử dụng cái bước tiếp theo đó chính là mình phái miên trạng à, thứ nhất là mình tạo mầm hoa đó mình tạo mầm hoa bằng 10 6 10 10 xong rồi mình mới siết nước khoảng 25 ngày. Sau 25 ngày mình sốc nước. Cái bước tiếp theo mình mới sử dụng 7544 đó, cộng với lại kích phát tố mình xịt vào để mình phá miên trệ nha các bạn. Thì 7544 đó là kali. Rồi còn cái kích phát tố ấy, nó thực chất nó là G3 với lại NA các bạn. Nói chung là những cái chất kích thích sinh trưởng á để cho cái hoa nó vọt ra để cho nó phá miên trệ ra. Đó, nó sáng và nó phái bên trạng ra và nó vọt ra đó sau sau khi mà mình phái bên trạng xong ấy chừng có chừng khoảng cái chừng năm uh, 5 ngày sau khoảng chừng 5 ngày sau á là mình sẽ sử dụng một cái thuốc đó là có cái thông số là 16 6 16 đó mình cộng với một cái hũ bo đó. thì mình làm cho cái cái bông ấy, nó sẽ vọt ra nhanh hơn gọi là mình rước mắt cua nha các bạn thì rước mắt cua này thì cô chú anh chị các bạn có nhiều loại thuốc ở trên thị trường lắm thì mình làm thuốc nào cũng được, loại nào cũng được. Miễn sao là nó có cái thông số ấy, tương tự như của mình ấy, cũng tìm mua ở ngoài đại lý ấy, nó cũng có nhiều cái thông số nó tương tự như vậy. Thành phần đạm và kali cao, còn lân thì thấp lại. Bởi vì đạm ấy, nó làm cho bông nó mập, đủ 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 cái lượng ấy thì lúc này cái bông nó sẽ nó sẽ vọt ra nha các bạn. Đó, 16 6 16, Đó, đạm và kali cao, lân không cần cao nữa nha lúc này không có cần lân nữa bởi vì lân là để tạo mầm tạo mầm hoa ấy, tức có nghĩa là cái mầm ở trong cái 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 thân cây ấy, nó ra cái mầm màu đen đen á nó, nó nó ra cái mầm cho nó mập ra à, sau đó mình mới phá cái biên trạng nó để cho cái mầm đó nó thành cái hoa chứ nó không có là thành chồi nha các bạn đó, mình mới phá biên trạng cho nó thành cái hoa để từ cái 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 cái, cái mắt cua nó sáng lên ấy, bắt đầu mình mới rước nó ra đó, mình cho nó vọt ra bằng cái thuốc là 16 6 16 đó cộng với lại hũ bo bo nó làm cho bông ra đồng loạt nha các bạn thì nó chỉ đơn giản như thế thôi cái quy trình của mình nó chỉ đơn giản như thế thôi về cái khác biệt ở cái chỗ mà mình làm đó là nhấp nước cô chú anh chị và các bạn là nhấp nước còn mình là mình sốc nước nha mình nhắc lại mình sốc nước cây năm thứ năm là khoảng 550 lít nước là mình tới 3 tiếng đồng hồ ấy, tương đương với khoảng 550 lít nước cây năm thứ sáu thứ bảy thứ tám tương đương với khoảng 800 lít nước cây năm thứ 9, thứ 10 trở lên nó tương đương với khoảng 1.000 lít nước trong cái quá trình mà mình làm bông xiết nước 25 ngày nếu như không mưa ấy, mình kích bông có lần hai lần nó ra bông nhiều lắm các bạn nó ra đẹp luôn nó ra quá trời luôn nhiều khi ấy, mình xiết có một lần nó cũng ra rồi bởi vậy cũng có nhiều người nói là mình làm bông nó đơn giản lắm đâu có cần phải kích bông cái gì đâu mà nó cũng muốn ra là bởi vì mọi người phải hiểu như thế này nè mình làm á là mình theo cái ý của mình nếu mà mình để cái cây sầu riêng nó ra bông tự nhiên ấy, cứ tới mùa cứ tới mùa các mọi người cứ để ý, cứ tới mùa sầu riêng là tự nhiên nó sẽ ra bông vào cái giai đoạn mà khoảng tháng 12 ấy, tháng cuối tháng 11 đầu tháng 12 là tự nhiên nó sẽ ra bông nếu mà siết nước bình thường nếu mà nó đủ khô hạn và khô hanh nha khô hăn ấy, thì cái giai đoạn mà tháng 12 ấy, bắt đầu nó sẽ có nổi gió nha các bạn nổi gió kèm theo hơi khí lạnh đó gió lạnh nó 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 làm cho cái không khí của mình nó khô hanh chứ nó còn không có bị ẩm ướt nữa như như cái mùa mưa này nếu mà có gió thì cái gió của mình nó có một cái độ ẩm hơi nước mà nó bốc lên nó có độ ẩm còn tới cái tháng 12 hai lúc này nó đã là siết nước khô hạn rồi thì gió nó kèm theo cái không khí lạnh nó cộng hòa quyện hai cái thứ đó nó cứ thổi nó cứ nó cứ, cứ thổi gió vô những cái cành cây nó làm cho khô khô thì lúc này nó là tạo để tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái việc ra bông để tự nhiên là nó vẫn ra nhưng tại sao mình phải sử dụng phân thuốc để mình làm là bởi vì cô chú anh chị các bạn phải hiểu là làm sầu riêng ấy, mà mình không tác động vô nó mình để tự nhiên ấy, bông nó ra lọc sọc về sau làm rất cực khổ cho nên là mình phải làm như thế để chủ đích là mình tác động vô theo cái ý của mình đó chính là làm cho bông nó ra đồng loạt hơn rộ hơn Nó cách nhau khoảng cái chừng tối đa là 14 ngày thôi càng ngắn càng tốt nha các bạn nó càng rộ càng ngắn càng tốt thì về sau này mình chăm sóc tất cả mọi giai đoạn sau nó rất là dễ nhưng á thật sự để mà nói để mà nói mà ra hết tất cả mọi cây mà đồng loạt được thì thì là gần như là cũng rất là khó và không thể nha tại vì á 100 cây thì cũng phải có một hai vài vài ba cây một vài ba cây nó ra trễ hoặc ra sớm hơn dự kiến cái đó là mình cũng không thể nào mà mình 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 một trăm phần trăm được nha các bạn nó phải có tương đối của nó thôi nhưng mà cái tỷ lệ cao như thế mà 100 cây mà chỉ có vài cây vài ba cây thôi thì nó thì cho phép nha các bạn, nó tương đối là là khá cao rồi đối với mình là như thế. Đó thì mình tác động thuốc vô như là mình tạo mầm 16 10, 10 10. Đó, các bạn có thể là lên 86 MKB, cái đó thì tùy theo bài của các bạn. Mình thì mình cứ 16 10, 10 10. Đó, cũng có anh cũng mới nhờ mình mua cái 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 16 10 10 dạng nano ấy, nhưng mà hên quá anh mua cái đợt này á là anh mua 8 kg thì còn nha còn cái cái dạng nano nha nhưng mà bây giờ cái công ty sản xuất đó nó không còn dạng nano nữa nó ra cái dạng micro. Thì nano ấy các bạn hiểu hôm nay là nano ấy, cái hạt siêu phân tử nó sẽ phân tử nó sẽ nhiều hơn. Nó là 10 mũ -9 thì phải. Còn micro ấy thì nó lại thấp hơn, nó 10 mũ -6 thôi. Không thì cho nên là mình cũng không biết là bây giờ nó còn hiệu quả hay không. Thì các bạn có thể dùng cái 161010 của Bloom á, à, 161010 Bloom nha. Cái chữ B L O O M ấy, cái loại đó ấy. Mình xịt kích bông nó khá là ok á Mình xịt loại nano cũng được Kích bông trên thị trường thì nó có nhiều thì Mình có xài mấy cái loại đó thì mình thấy ra bông đẹp đó, Tóm lại là mình Buộc là bản thân mình Là mình phải Làm theo một cái quy trình chuẩn như thế Để các bạn phải hiểu là Mình xây nhà thì mình phải có móng Cái móng mà nó càng vững Thì cái xây nhà nó càng cao Nó càng chắc nó càng khó đổ bây giờ ấy, làm bông nó cũng vậy mình làm làm sao cho nó ra đồng loạt thì các cái bước về sau ấy, nó rất là đơn giản nha các bạn các cái bước về sau ấy, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu như mà bông của mình mà làm mà nó không ra được nó không lọt sọc nó lọt sọc thì nó không ra được đều đó. rất là khó nha có một ý đó chính là mình tạo mầm tạo mầm bằng 10 60 10 là cái giai đoạn mà làm già lá cái đó mình không phải gọi tạo mầm nha thì mình gọi là làm già lá đồng loạt thì cơi lá mà cái cơi thứ ba cái cơi cuối cùng á nó già khoảng cái chừng 70 80 phần trăm 70 80 phần trăm thì mình bắt đầu là xịt 10 60 10 mình cứ phải một ký là mình pha cho 3 phi nha các bạn cứ một ký 10 60 10 mình pha cho 3 phi mình xịt phủ cây luôn từ trong ra ngoài đặc biệt là xịt vô những cái chồi lông nha xịt để phủ ở bên ngoài nè để cho lá nó già nè rồi xịt vô những cái chồi lông để cho cái chồi lông nó hấp thụ lân bằng cái 10 60 10 đó thì sau khi mà thì sau khi mà mình xịt xong ấy, thì khoảng cái chừng 5 ngày sau là mình bắt đầu là phải đi cắt cái chồi đi rồi, cắt cái chồi 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 lông ấy các bạn, cắt cái chồi lông đi. Thì cắt cái chồi lông xong thì giữa cái việc là xịt cái 16 10, 10 10 lần thứ nhất này là để mình làm già lá đó, rồi mình xịt cái chồi đó thì khoảng cái chừng cái cứ tiếp theo thì nó phải rơi vào 10 ngày. Đó. Thì trong cái giai đoạn mà mình tỉa chồi lông ấy, mình tỉa xong cái một là mình xịt tạo mầm luôn lần lần đầu tiên nha. 16 10, 10 10 1 ký phải cho hai phi mình xịt cho cằn để cho những cái chồi lông mà mình mới tỉa đi ấy, nó sẽ hình thành cái mầm bông tỷ lệ cao hơn là nếu mà mình không xịt ngay á nó sẽ cái tỷ lệ mà nó ra cái chồi nó ra chồi tiếp thì, thì nó sẽ ra nhiều nha làm cho mình ra bông nó khó nó thì nói chung là mình sẽ xịt 10 60 10 cứ pha một ký một ký mình pha cho hai phi mình xịt vô để cho cái chỗ mà cái lông ấy, cái chồi lông ấy, nó sẽ không ra chồi nữa chủ đích nó sẽ ra bông nhiều hơn Đó, mình kích một lần kích một lần và có thể mình sẽ kích lần thứ hai nha, tùy vào cái thời tiết. khi lúc đó mình sẽ cập nhật, mình làm mình phải dựa trên thời tiết. lúc đó mình sẽ cập nhật cho các bạn từng tí từng tí một. mà mình làm ví dụ thời tiết bất lợi thì mình làm như thế nào, mình sẽ kích lần thứ hai để cho cái cần ở trong cái cần nó đủ lần và cái cắt xịt đấy, đó, đó chính là mình xịt mình để cái tia nước nó thật nhỏ nha các bạn, nhỏ thôi tia nó không có xòe à, mà cái tia nó gom lại nó nhỏ và mình xịt riu riu thôi mình xịt yếu thôi mình đừng có xịt mạnh mình xịt ra từng cành từng cành một nó rất là đỡ tốn thuốc nha các bạn nó không có tốn nhiều thuốc đâu xịt tạo mầm ấy, nó chỉ mất công thôi nó xịt rất là lâu <laughs> mình xịt từng cành nó rất là lâu xịt phải phủ cho nó ướt hết cái dạ cành ở bên dưới ấy. nó rất là lâu nhưng mà được cái nó đỡ tốn thuốc Đó, nó chỉ lâu thôi nhưng mà xịt được kỹ thì nó sẽ ra bông nó đẹp nha các bạn còn trong cái giai đoạn ấy, mẻ 25 ngày đó mình đảm bảo các bạn cuộc đời không như là mơ đâu 25 ngày đó bình thường là vẫn mưa nha nó sẽ gặp một hai cơn mưa sáng đó. tùy theo cái mức độ mà mưa mà nó nhiều hay ít nhưng nếu như gặp mưa nếu như mà gặp mưa nha là mình sẽ phải rửa cái mắt cua bằng ăn côn cái mắt cua lúc mà nó chưa hình thành á, thì mình không cần rửa nhưng mà mình xiết nước khoảng cái chừng sau tạo mầm á, và mình xích nước khoảng cái chừng được cái tầm 17 ngày rồi ấy. Tầm 17 ngày rồi thì lúc này ấy, là nó đã có những cái mầm ngủ rồi Thì mình nên rửa bằng côn, Mình cứ mua côn rồi mình rửa cái mắt cua đó Để cho cái mắt cua nó nó không bị dính axit đó các bạn Nếu mà nó dính axit ở cái nước mưa ấy, Là nó sẽ đen cái bông ấy, nó khó lắm Và đặc biệt là cái giai đoạn mà tầm 20 ngày bắt đầu nó gần gần 25 ngày nó bắt đầu mắt cua mà nó sáng sáng rồi nó gặp mưa cái một các bạn mà không đi rửa mắt cua là cực kỳ nguy hiểm nha bởi vì mình cũng bị rồi đó nó đen cái mắt cua lại mình không rửa bằng len cho côn là nó đen lại nha nó đang sáng cái nó đen nó thui lại luôn thì lúc đó nếu mà tới cái lúc đó làm mà gặp những cái cái đó cái thời tiết đó thì mình sẽ chia sẻ thêm rồi một cái điều nữa khi mà làm bông mình phải để ý một điều rằng là càng siết nước là càng khó ra bông cây của mình nó đạt tới một cái trạng thái suy luôn như cái năm ngoái luôn nè mình nó gặp rất là nhiều trường hợp đó chính là cô chú anh chị các bạn mình không có không có để ý ấy, mà cũng không có biết không chưa có hiểu được cái cách làm bông ấy. cho nên là mình siết nước ấy, mình cứ nghĩ là mình siết nước nó mới ra bông nhưng mà không phải siết trên 25 ngày rồi lúc này ấy, nó lại phải nhấp nước thì nó mới ra bông càng nhấp nước vô ấy, thì nó lại càng ra bông còn mình là sốc nước luôn đó, mình sốc nước luôn tưới nước thì nó mới ra bông cô chú anh chị các bạn phải hiểu lại một cái định nghĩa nha siết nước khi mà đủ sự khô hạn đủ siết nước mầm hoa nó đã đủ rồi đủ 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 mà nó sáng rồi đó thì mình phải có một cái thao tác đó là nhấp nước đừng có siết nữa già néo đứt dây đó. mình càng siết thì cây nó càng không ra bông mà nó còn càng hại cây nữa nếu mà mình siết nó quá thể luôn ấy, cây nó suy sau này nó rất là mệt nha thu hạt xong thu trái xong là cây suy luôn đó, cho nên là một cái điều mình cũng nhắc cô chú anh chị các bạn Rồi thì clip tới đây thì mình chia sẻ như vậy Để cho cô chú anh chị các bạn mình nắm về cái quy trình làm bông của mình Trong cái giai đoạn mà làm bông sắp tới ấy, Những cái tiểu tiết mà mình làm ấy, Thì mình sẽ cập nhật liên tục Để cho cô chú anh chị các bạn mình theo xét Dựa vào thời tiết mà mình làm nha Bởi vì ấy, các bạn phải hiểu là tại sao là Hôm nay thì uh, vườn này đã ra bông rồi Nhưng mà một tuần sau vườn kia mới ra bông một tháng sau vườn kia mới ra bông, nó phải tùy vào cơi đọt các bạn, sự khô hạn là một chuyện, cái cơi đọt nó phải già theo đúng đúng cái quy trình của nó, nó phải đủ già Đó. ví dụ cơi thứ ba, bây giờ mình mình chưa đi nhưng mà cơi thứ ba một số nơi đã đi rồi Đó. thì chắc chắn là bông của những cái khu vực một cái vườn của bạn ấy, thì chắc chắn nó phải ra sớm nếu như mà mình làm bông theo đúng cái quy trình của mình ừ. cứ canh theo cơ lá để làm cứ già ba lá mình mình đông Nam bộ cứ dài khoảng 3 lá hai hoặc ba lá hoặc bốn lá đó là tùy có những năm mà mình để cái cơ đọt của mình nó gần lụa luôn á lụa mà nó, nó chuyển lụa luôn rồi á thì mình mới mới vô lần nó phải tùy vào thời tiết các bạn mưa nhiều hay mưa ít thì tuy như tình hình năm nay thì mình mình bỏ khoảng cái chừng khi mà cơ thứ ba mà khoảng cái chừng dài ba lá mở hết ba lá thì mình sẽ cho xuống lần là ok đó. bởi vì mưa tới giai đoạn này mình cảm thấy là mưa nó chập chờn rồi các bạn kiểu như là nó không còn mưa mưa rền nữa không còn, còn mưa 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 nhiều nữa mưa nó cứ, cứ lúc có lúc không lúc có lúc không nắng cũng gắt rồi nha các bạn gia đoạn này mình thấy nắng là nắng cũng gắt rồi đó mà đất thì vẫn còn ẩm nhưng mà đấy cái cơi thứ ba này nào các bạn cứ xuống lần đi là từ từ tới lúc đó là nó sẽ ok và mình muốn nhắc thêm một điều nữa năm nay làm bông ấy, cô chú anh chị các bạn phải hết sức bình tĩnh mình đừng vội vàng mình đã cũng từng thất bại vì vội vàng mình cũng muốn làm sớm nhưng mà cái thời tiết nó không cho phép cho nên nó có những cái năm ấy mình kích bông tới bốn năm lần năm lần các bạn mà nó còn không muốn ra bông nữa chứ bạn mà... cho nên là bởi vì ấy, mình sai lầm là bởi vì mình tham làm sớm mình tham làm sớm cho nên là khi mà gặp mưa thế là mình phải làm lại mưa có nghĩa là cơi hai mình muốn làm bông ở cơi hai mình tham mình muốn làm bông cơi hai đùng phát mưa xuống thế là nó bắn đọt ra mình đâu có hãm được mình có hãm cũng không nổi các bạn mưa âm ầm, ầm ầm xuống phải làm lại là mình làm sớm ở cái cơi hai nhưng mà lúc đó nó hơi hơi nắng ấy mình làm mình xuống lên này kia đùng phát mưa xuống thế là đọt ra tiếp thế là ra cơi ba thế là mình phải làm lại từ đầu mình phải kích bông lại từ đầu mình lại phải bón thêm lân vô mình hỗ trợ cho nó đó. nó rất là cực khổ cho nên là cô chú anh chị các bạn ấy với kinh nghiệm của mình mình rút ra được cái bài học của mình á thì mình khuyên cô chú anh chị các bạn phải rất là bình tĩnh nha làm bông phải phải đúng cái thời tiết của nó đừng tham làm sớm chỉ có khu vực miền tây mới có thể làm sớm được Đó. và làm nghịch được bởi vì họ đậy bạt được Đó, các bạn đậy bạt được các bạn chủ động được trong cái việc xiết nước thì cho nên là mình làm bông nó mới ok còn khu vực miền đông nam bộ và tây nguyên là mình phải dựa theo thời tiết mình đâu có đậy bạt mình xiết nước được đâu thế cho nên là mình đừng tham làm sớm Đó mình cũng rất muốn làm sớm nhưng mà mình khuyên á các bạn làm sớm thì các bạn cứ làm thôi mình thì mình khuyên như vậy để cô chú anh chị và các bạn mình nhắm được cái cơ lọt của mình để mình làm chứ không phải là mình cứ thích là mình làm không được đâu đó, đó clip ở tới đây thì mình chia sẻ cũng đủ dài rồi cho nên là à, nếu mà cô chú anh chị và các bạn mà thấy hay thì cho mình lên xin một like một đăng ký kênh một chia sẻ à, đăng ký kênh thì bật thông báo để những cái clip sắp tới mình chia sẻ thì cô chú anh chị và các bạn xem mà không bỏ sót À, thôi mình xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn Ở những chia sẻ tiếp theo nhé Bye bye